Ok. Rồi, mọi người nhớ hai cái chữ này nhá. Bởi vì sang Trung Quốc, nếu mà con có hồi đi Trung Quốc ấy, là nhà vệ sinh nó chỉ để chữ thôi, không có hình đâu, nên là cố phân biệt là nán lủy về. Đừng có bảo nhà vệ sinh nhá, Điện thoại. đừng nhầm chữ nán thì chữ lủy, mà chữ lủy thành chữ nán nha. Ok, đọc nhá. Nán. Nán rỡ. Nán thống nhau. Nán sơn. Nán sơn. Nữ. Nữ. Nữ rỡ. Nữ rỡ. Nữ thống nhau. Nữ thống nhau. Nữ sơn. Nữ sơn. Ok, nam là gì cả lớp ơi? Nán. Nán. Nữ. Nữ. Ok, tốt rồi, chúng ta sẽ có động từ đó là Zuò là làm nhá. Zuò là làm. Vậy thì bạn làm công việc gì? Chúng ta sẽ có là Nǐ zuò shěnme gōngzuò. Ok, câu này là câu khắc có ghi tâm. Nào, bạn làm công việc gì? Nǐ zuò shěnme gōngzuò. Ok. Ok, của mẹ mẹ hái mấy ở công chua chúng ta vừa nói rồi đúng không? Của má mà dạy zuò fàn. Sao? Mẹ của tôi đang Mẹ nấu của ăn. tôi À, đang đúng rồi, mẹ của tôi đang nấu cơm. nấu cơm. Đúng rồi, zuò là làm, fàn là cơm đúng không? Làm cơm là nấu cơm đấy ạ. Của má mà dạy zuò fàn. Mẹ tôi đang nấu cơm. Ok, thế thì cái từ zuò này là để chỉ động từ làm cái chung nhá. Thế còn cái từ tang thì sao? Nó cũng mang nghĩa là làm. Thế nhưng mà cái từ tang này là để giữ một cái chức vụ gì đó hay là làm một cái nghề gì đó nhá. Của tang này, của tang lão, lão sư. Ha dễ tang lão sư. Đó là nó có cái chức vụ cố định, cụ thể nhá, nghề nghiệp cụ thể nha. Ha đang công sư chinh lý, nghĩa là anh ấy làm giám đốc Giám đốc khu công ty. Đúng rồi. À, người đọc nhá. công ty. Zuò. 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 Tăng. Zuò. Ha đang công sư chinh lý. Của tăng lão sư. Của tăng lão sư. Ok, tốt rồi. Mọi người đã phân biệt được giữa zuò và tăng chưa ạ? Cái chua là làm thường nhá. Chua. Còn nói chứ không nói là của chua là sư nhá. Mình phải nói là của tăng là sư. Ok. Tôi sư lão sư. À. Tôi sư lão sư. Tôi là giáo viên. là giáo viên, tôi là giáo viên. Tôi là giáo viên thì được. Không, của chua là giáo viên thì không được. Hả? Treo, treo là dạy nhá. Treo là dạy. Treo学 là dạy, dạy học. Ở đó đọc nhá. Treo. 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 Treo学. Treo学. À, thế thì ta dạy treo hai语 là gì? Anh ấy đang Đang dạy dạy Hán ngữ. Hán ngữ đúng không? Anh ấy đang dạy tiếng Anh Hán rồi. Anh ấy đang dạy Hán, Hán ngữ. 我在教英语. Tôi đang học tôi đang dạy tiếng Anh. Đúng rồi, ta tại đại học giáo tiếng Anh anh ấy đang anh ấy gì anh ấy gì anh ấy ba sư tại đại học là đại học nhá. đại học Đúng rồi, đại học là đại học, chỉ một địa địa điểm rồi. Từ tại ở đây chúng ta có dịch là đang không? Chúng ta phải dịch là ở. Đúng rồi, anh ấy dạy gì? anh dạy đại học À, dạy tiếng 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 Anh. Anh ở đại học. Anh ấy dạy tiếng Anh ở đâu? Ở trường đại học nhá. Ok. Ta giao我汉语. Đúng rồi. Đấy, em nói là em dạy mọi người tiếng cái Hán. Rồi treo là dạy nhá. Đó rồi. Ờ, chúng ta sẽ có một số các cấp bậc như thế này. Đầu tiên là đại học, chúng ta sẽ có là ta xuế. Ta là đại mà. Ta xuế là đại học. Cấp 3 thì sao? Cấp 3 chúng ta sẽ có là cao trung. Đúng rồi, cao trung. Cao trung là cấp 3 hay là trung học phổ thông đấy. Chu trung. Chu trung là cấp 2 hay là trung học cơ sở. Cấp 1 thì là tiểu học nhá. Tiểu chúng ta sẽ có gì đấy? Tiểu học. Vậy thì mỗi một cái cấp bậc như thế này chúng ta sẽ ghép với cả cái từ sơn ở cuối để chỉ là cái học sinh của cái cấp bậc đấy. Ví dụ như là đại học sinh thì mình sẽ dịch là sinh viên đại học đúng không? Chu trung sơn là chu trung sơn là học sinh cấp 2. Đúng rồi, tiểu học sinh là học sinh tiểu học. Đúng rồi, đúng rồi. 我在中国大学工作 là
tôi tôi làm việc ở đâu đấy? Trung Quốc đại học. Đại học Trung Quốc. Trung Quốc. Đúng rồi. Tha tại Yên Quốc đại học học tập. Là sao? Anh ấy. Học anh. Anh ấy là sao? Học. Học. Đại học anh. Anh ở. Học ở đại học anh. Anh Quốc. Đúng rồi. Tha sư của đó đại học đồng chế. Của đồng chế mọi người biết là gì không? Đồng là đồng. Chế là học, cùng chế là cái bạn đồng học của mình ấy, bạn cùng học với mình ấy, thì gọi là bạn học đúng không nào? À, tha sư của đó đại học đồng chế là gì? Anh ấy là bạn đại học của tôi, đúng rồi. Đó, cái cụm này mọi người tham khảo nhé, để tìm vốn từ nhá. Nè, rồi hôm nay thì chúng ta sẽ nghe bài khóa, thì chúng ta sẽ gặp một số những cái từ vựng. Đầu tiên là Bảy Chiêng, chúng ta đã làm quen rồi đúng không? Nghĩa là Bắc Kinh. Thêm một thành phố khác là Shanghai. Shanghai là thượng hải. Rồi chính của công ty táo. Rồi hai nhân vật ngày hôm nay chúng ta làm quen đó là hải lớn. Ok, hải lớn là Helen. Rồi và cuối cùng là mảng huấn. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với hai nhân vật này nhá. Rồi, đầu tiên là lọ. Ok, rồi nào, từ bên trên để điền vào những cái chỗ trống này là những cái từ mà chúng ta vừa học ấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ của gì đấy? Của mà làm sao? Trung chế công dụ. Tức là sao đấy? Thì nghĩa dùng từ gì? Mẹ tôi làm việc trung chế là cấp 2 đấy. Trung chế trường cấp 2 ấy. Mẹ tôi làm việc tại nhá. Mẹ tôi làm việc ở trường cấp 2. Phát hiện luôn hết đấy. Chết rồi, đau đầu quá. Thôi được rồi, thôi ra. Nào, câu số 2 là một người xem đi. Để cái này nào. Quảng bảo sư tại đại học giáo Anh ngữ. Là sao đấy? Thầy Vương dạy đi. Tôi học đại học đó, Bắc Kinh, đúng rồi, câu cuối cùng. Nǐ zuò shěmào gōng, là bạn làm công việc gì? Tốt rồi, ta sẽ đến một ngữ pháp, ngữ pháp nhanh ngắn cho mọi người, ta chỉ cần học một số cái, đây, mọi người nhìn những cái phần gạch chân nhá. Đây, tất cả những cái phần gạch chân này nó sẽ là đằng sau cái chữ zài này. Này ngữ pháp chúng ta sẽ liên quan đến chữ zài này. Người nhìn này, Trung Quốc học tập là một địa điểm đúng không? Mỹ Quốc học tập, Mỹ Quốc cũng là địa điểm này. Zài là ở đâu này? Zài Mỹ Quốc công sư cũng là địa điểm. Zài Trung Quốc cũng là địa điểm. Ngũ Zài Trung Quốc cũng là địa điểm. Zài Mỹ Quốc cũng là địa điểm đúng không nào? Nhưng mọi người nhìn ra đây nhá. Thường ấy, vừa nãy em cho mọi người dịch ấy. Bao giờ dịch một cái câu như này, chúng ta sẽ dịch cái đuôi này trước. Xong chúng ta sẽ nói cái chỗ này đằng sau đúng không? Mọi người thắc mắc là tại sao lại dịch như thế? Sao lại ngược đúng không nào? Rồi vậy thì cái mẫu câu dài trong tiếng Trung nó làm ngược như vậy đấy. Nhá, khi mà xuất hiện cái từ dài này cộng với cả từ chỉ nơi trốn thì mọi người phải đẩy nó lên trên, đứng ngay đằng sau chủ ngữ và hành động gì để nó đằng sau. Bình thường mình nói là trong tiếng Việt mình nói là tôi học tiếng ở trường đại học đúng không? Thế nhưng mà sang tiếng Trung thì mình phải nói là tôi ở trường đại học học tiếng Hán. Nó ngược lại cho với nhau như thế đấy. Ví dụ nhá, 我在中国学习. Tôi làm sao đấy? Học ở Trung Quốc. Nó ngược như vậy đấy. Ba lần trai cũng phải đẩy lên đầu tiên nhá. 我在苹果公司工作. Sao? Tôi làm việc ở công ty Apple. Đó, nó
ngược lại so với tiếng Việt nhé. Mọi người nhớ khi mà xuất hiện câu có giải thì chúng ta đẩy giải lên trên ngay đằng sau chủ ngữ thôi. Còn động từ muốn làm cái gì cho nó đằng sau, cho nó đưa đằng sau nhé. Chủ ngữ mà cộng với từ phổ định cộng với giải thì cũng như thế thôi. Chúng ta thêm từ phổ định là 我不在大学教汉语 là sao? 我 tôi không dạy tiếng Hán ở trường đại học đúng rồi. 他不在英国学习 cô ấy không học ở Anh đúng rồi. Cô ấy không học ở Anh Quốc. Vậy thì mọi người hiểu chưa? Thế này con câu này nó rất đơn giản, chỉ là hơi cái sắp xếp trật tự trong câu ấy nó hơi ngược lại so với tiếng Việt một chút thôi nha. Thì mọi người để ý nhá, để ý là nào chúng ta sẽ điền những cái từ bên trên này xuống câu bên dưới. Cô mở mở không có cần ấn nhờ. Cái này để lên à? Cô đồ của chúng ta sẽ nghe bạch vã trước đi mọi người. Nào có thể nhìn ở trên slide của em nhé. Hoặc là mọi người nhìn trong sách nhé. Sách thì chúng ta sẽ có là trang trang 69. Trang 69 69 ạ. Bài khóa số đầu tiên mình sẽ nghe nhá. Bài khóa này thì thật ra nó không có nhiều câu mới mà nó là tổng hợp của tất cả những câu mà chúng ta đã học bài trước, nên là nó hơi dài một chút thôi, giúp cho chúng ta ôn lại luôn những cái kiến thức của bài cũ. Nào mọi người nghe nhá. Tôi là Hải Luân. 你呢? 我叫马 来呀 你好 你叫什么名字? 我叫海伦 你呢? 我叫马文 海伦小姐 你是哪国人? 我是美国人 马先生 你是北京人吗? 不是 我是上海人 你在哪儿工作? 我在苹果公司工作 这是我的名片 谢谢 对不起 我没有 谢谢 对不起 我没有名片 我是留学生 没关系 你在这儿学习汉语? 对。海伦小姐，很高兴认识你。我也很高兴认识你。OK，OK， 等一下，再问几遍，把答案nghe lần thứ nhất và phản đoán đúng sai，và nghe lần thứ hai để trả lời câu hỏi。thì chúng ta lần này chúng ta sẽ nghe lại và chúng ta phản đoán đúng sai nhé，sau đó thì em sẽ hỏi mọi người trả lời。你好，你叫什么名字？ 我叫海伦，你呢？我叫马文。海伦小姐，你是哪国人？我是美国人。马先生，你是北京人吗？不是，我是上海人。你在哪儿工作？我在苹果公司工作。 这是我的名片。谢谢。对不起，我没有名片。我是留学生。没关系。你在这儿学习汉语。对。海伦小姐，很高兴认识你。我也很高兴认识你。 chúng ta sẽ đi vào bài phán đoán nhé. Câu đầu tiên là mọi người ơi, câu đầu tiên câu này là 对还是错？对还是错？câu đầu tiên là gì đấy nhỉ? Mọi người đọc nào? Mà ở vấn đáp sao? 是中国人，对还是错？
như này. Tùy đúng không? Tùy mà cả lớp. Tùy, ok. Tiếp câu số 2 này nào. Hải Luân là Anh Quốc nhân, đúng hay là sai? Sai. Ok. Tiếp theo. Mã Văn tại công ty công tác. Đúng hay là sai? Đúng hay là sai? Đúng. Đúng. Ok, câu cuối cùng ạ. Hải Luân tại Trung Quốc công tác. Đúng hay là sai? Sai. Ok, được rồi. Rồi. Đúng, sai, đúng, sai. Mọi người làm đúng hết không? Đúng hết. Ok. Ok, rồi, được rồi. Nào. Câu hỏi nào. Mã Văn là Shang Hải nhân mà? Mã Văn là Shang Hải nhân mà? Mã Văn là Shang Hải nhân. À, Mã Văn là Shang Hải nhân. Ok. Mã Văn tại công ty công tác? Mã Văn tại Mã Văn tại Bình Quả công ty công tác. Đúng rồi, Mã Văn tại Bình Quả công ty công tác. Hải Luân công tác mà? Chiêu Chiến. Hải Luân công tác mà? Bộ công. À, bộ công công tác. À, Hải Luân tại Trung Quốc làm gì? Xuyên Xuyên Lũ. Hải Luân là sư lưu sư sư. À, Hải Luân sư lưu sư sư. Tốt rồi, ok. Rồi, rồi. Bài khóa này về mọi người nghe lại cho em nhé. Và mọi người xem lại đọc theo cho bài khóa cho em nhé. Buổi sau thì chúng ta sẽ nghe nốt cái bài khóa số 2. Đi nốt lại slide một lại. Nha. Rồi. Thế thì bài hôm nay mọi người có chỗ nào không hiểu không ạ? Chỗ nào không hiểu không? Không phải hoa. Chỗ nào không hiểu? Giỏi thế. Chỗ nào hiểu hay là chỗ nào không hiểu? Không có chỗ nào hiểu. Không rồi. Ok, để mọi người ôn lại bài nhá. Có gì không hiểu thì inbox Zalo cho em ạ. À. Anh chị nào? Hay chào anh. Mày ổn mà đúng không anh? Đúng rồi anh. Đấy, hôm nay em thấy là ok đấy ạ. Đọc thì hôm nay anh đâu là bài yêu đi thôi. Anh thân thể. À đấy là anh đâu thì tập trung hơn đấy đúng không? Hôm nay em thấy ổn anh ạ. Đọc cũng siêu nữa. Và bài này đơn giản, dễ đọc anh nhập.